Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin á là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn lên là em cập nhật cho quý vị là những cái thông tin thì nó cũng đang liên quan tới cái vụ việc như là của luật sư Trần Quốc Vũ. Quý vị và các bạn cũng biết đó là luật sư Trần Quốc Vũ thì cũng khá là nổi tiếng rồi, cũng được rất là nhiều cô dì chú bác là yêu quý và quan tâm đến luật sư Trần Quốc Vũ. Quý vị cũng biết là trong cái ngày hôm qua đó quý vị, luật sư Trần Quốc Vũ có đi lên trong cái phiên tòa quý vị, cũng chỗ nào đó thì luật sư Vũ cũng chia sẻ là đi làm hai cái vụ việc là liên quan tới cái vụ án nào đó thì mình cũng không có rõ đúng không quý vị. Nhưng luật sư Vũ người ta làm việc thì người ta cũng về, người ta cũng hơi mệt, cái người ta lên trên YouTube đó quý vị, người ta cũng chia sẻ những cái thông tin nào cho quý vị biết là quan trọng hay là không quan trọng, cũng chia sẻ cho quý vị cũng biết những thông tin đó. Quý vị cũng biết có một cái kênh như là của cô Mai Dù mình đó quý vị, thì cũng lên trên mạng xã hội bài đặt bắt lỗi bắt phải luật sư Trần Quốc Vũ, nói luật sư như Trần Quốc Vũ một tháng thì giỏi lắm được tiếp nhận được mấy cái đơn kiện mà thôi, rồi 2-3 cái đơn kiện làm đâu có được bao nhiêu tiền, mệt cỡ nào thì về cũng phải lên trên mạng xã hội để làm YouTube để kiếm tiền, tại vì làm YouTube thì nó tiền nhiều hơn. Thì quý vị và các bạn nghĩ đi, cái cô Mai Dù này đó nói như vậy á, có phải là đang vả mặt vào đồng đội của mình hay không quý vị? Rồi rõ ràng nữa về thêm một cái vấn đề mà cô ta tự vả mặt vào những cái đồng đội mình, bởi vì không sợ kẻ địch mạnh mà lại sợ đồng đội ngu là có thật. Quý vị nó biết á, cô ta chia sẻ như vậy, như luật sư Vũ đi, một tháng người ta tiếp nhận được 2-3 cái lá đơn thì người ta cũng có công việc là làm luật sư để đi khởi đi giúp người khác. Còn như một số những cái luật sư á vì những luật sư đuôi giai cấp điện nè, luật sư Thanh Từ Trần mình hay là luật sư mà bảo vệ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai đó vậy, có một cái vụ án thôi, có một cái vụ việc mà bảo vệ tới bây giờ mà vẫn không bảo vệ được những người trong tỉnh Thất Bồng Lai, và vẫn bây giờ vậy, thấy không, là những cái luật sư đó cũng mới bước vào cái làm YouTube được bao lâu đâu vậy. Nói chung là những luật sư mà bên phía tỉnh Thất Bồng Lai đó cũng mới bước chân là vào làm YouTube mà thôi, chứ không phải mà như luật sư Trần Quốc Vũ á, thì người ta đã làm YouTube thì nói chung thì cũng khá là lâu rồi, chứ không phải á, là người ta mới làm. Còn luật sư á, như luật sư Lăng nè, hay là một số luật sư khác đó vậy, thì vì cũng thấy là bên phía luật sư bảo vệ cho tỉnh Thất Bồng Lai đó hầu như cũng bây giờ cũng bày đặt làm YouTube nè. Hay là quý vị cũng biết nè, có một cái luật sư á, là luật sư Thanh Từ Trần mình đó quý vị, cũng rất là hay nha. Từ lúc mà tới bây giờ nè, từ lúc mà làm luật sư tới bây giờ đó, có từng đi bào chữa cho ai chưa? Ở vị rất là rõ ràng không? Rồi bây giờ á, ngày nào á thì cô ta cũng lên trên mạng xã hội á, cô ta cũng đi nói về tỉnh Thất Bồng Lai, cứu giúp tỉnh Thất Bồng Lai thế này thế kia. Ở đây á, bày đặt chê luật sư Vũ á, là một tháng trời á, tiếp được 2-3 cái lá đơn, người ta làm một tháng trời kiếm được 2-3 cái lá đơn là cũng hay hơn những cái bọn kia rồi. Như những một cái luật sư bảo vệ phía tỉnh Thất Bồng Lai đó vậy. Mướn 5 luật sư, mà 5 luật sư đó một tháng trời, mấy tháng trời, gần 3-4 tháng trời bên cái vụ việc của tỉnh Thất Bồng Lai, vì cũng biết là có đi khởi kiện giùm ai, thắng được cái vụ kiện nào hay chưa. Đó, rõ ràng không? Không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu là có thật. Đó, còn luật sư Thanh Từ Trần, quý vị thấy đi. Cô ta nói luật sư Vũ dở, cùi bắp, cùi mía gì đó. Việc làm kiếm tiền YouTube, rồi còn luật sư Thanh Từ Trần rồi sao? Một ngày tối, ngày nào cũng lên live stream, phát trực tiếp để kiếm tiền donate từ một số mạnh thường quân ủng hộ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, còn luật sư Trần Quốc Vũ vì thấy người ta đi làm bào chữa xong rồi về người ta lên clip, người ta tranh thủ người ta lên clip cho quý vị cứ biết đó, người ta đâu phải là lên ở live stream trực tiếp như một số là luật sư mà bên phía tỉnh Thất Bồng Lai để kiếm tiền donate đâu quý vị. Đó, người ta đâu có để những số tài khoản mà như một số luật sư bên phía tỉnh Thất Bồng Lai đâu, thấy không vì thấy không? Luật sư mà bên phía tỉnh Thất Bồng Lai đó, từ lúc mà tham gia vào cái vấn đề là của tỉnh Thất Bồng Lai thôi, quý vị thấy không, là những luật sư này bắt đầu chuyển sang làm thêm cái nghề YouTube, có thông tin nào mà liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu đưa lên liền, hoặc là những cái vấn đề là xét nghiệm ADN thôi cũng đưa lên luôn, để làm gì, để câu view câu like và câu khán giả, tại vì lấy cái mang cái danh đó quý vị, mang cái danh là cái map là luật sư á, để đưa lên như vậy sẽ được nhiều cô dì chú bác người ta chú ý hơn. Hoặc là những cái vấn đề vì cũng biết ha, là tôi đính chính là tôi không có xin tiền của ai mà tôi để số tài khoản ở đó, rất là rõ ràng đúng không vị? Hay là quý vị cũng thấy nè, luật sư á, đi cứu giúp mà bảo chữa
bảo vệ bên phía Tỉnh Thất Bồng Lai thì mình không nói đi, tại là người ta luật sư, người ta đi tìm bằng chứng, người ta đi tìm thông tin thì mình không có trách người ta được, đúng không? Nhưng mà đi tìm bằng chứng và thông tin mà đi để nói là trời nắng quá ướt gì có chiếc ô tô để đi, cái đó là cái trách nhiệm của luật sư mà quý vị. Đó, những luật sư này đang bào chữa Tỉnh Thất Bồng Lai đó, cái đó là cái trách nhiệm là bắt buộc là họ phải đi tìm để giúp Tỉnh Thất Bồng Lai đó, chứ không phải là họ lên trên mạng xã hội họ khóc cái khán giả, họ khóc cái cộng đồng mạng, họ khóc với một số mạnh thường quân. Thì vậy thấy nó hiểu, mình sẽ hiểu rõ cái vấn đề đó liền đó. Chê bai luật sư Trần Quốc Vũ thì không có làm được gì, thì ta đâu có làm được cái gì đâu quý vị đó. Người ta cũng như một tháng người ta tiếp nhận được 3-4 cái lá đơn để đi giúp người khác bào chữa, rồi người ta cũng đưa cái vụ của Tỉnh Thất Bồng Lai đang nhận cái mức án đó, người ta đâu có làm được cái gì đó. Bởi vì những người này hầu như quý vị không là lên tấn công vào luật sư Trần Quốc Vũ rất là nhiều đó. Cho dù luật sư Trần Quốc Vũ có làm cái gì, làm đúng cũng bị chỉ trích. Mà mình thấy cái cô Mai Dù mình nói vậy, lên chia sẻ cái thông tin này nó rất là nực cười. Tự nhiên chia sẻ thông tin nói là luật sư Vũ cười bắp không có đi bào chữa một tháng trời được có 2-3 cái lá đơn. Mà còn một số phe luật sư khác thôi, một tháng trời kiếm lá đơn còn không có nữa. Có người ta mời có người ta kêu đi bào chữa giùm là mừng rồi, mà đâu có đúng vậy. Nói chung đâu có được ai kêu đâu. Bây giờ như luật sư Thanh Từ Trần thì hôm tối đêm một ngày livestream 2-3 lần nói là Tỉnh Thất Bồng Lai làm như mình chuyên nghiệp lắm nha quý vị. Hay là cũng có luật sư mà luật sư Hàng Đi Cô đó quý vị, trời luật sư đó còn giỏi nữa quý vị. Quý vị thấy không, phải luật sư đâu, lên trên mạng xã hội dạy người ta cách học luật nè, dạy người ta chỉ luật cho người ta rất là nhiều. Nhưng quý vị thấy bị cơ quan chức năng mời làm việc cái đi mướn luật sư khác để bào chữa cho mình, rồi cái bằng của cô ta quý vị thấy không, là chưa từng đi bào chữa cho ai. Lúc giờ quý vị có nghe là cô luật sư Thanh Từ Trần mình đi bào chữa cho ai chưa, hay cũng là lên trên mạng xã hội là đêm nào ngày nào cũng phát, trưa một cái phát trực tiếp, rồi tối một cái trực tiếp để giao lưu cùng khán giả, rồi có người donate cho. Bởi vì cái đó gọi là vạch áo cho người xem lưng, nó rất là rõ ràng đúng không vậy, nó rất là nực cười. Lên phản biện luật sư Trần Quốc Vũ thì mình không nói rồi, tự nhiên phản biện rồi đi lôi ra luật sư Trần Quốc Vũ không biết gì đi bào chữa một tháng được mấy lá đơn, rồi bây giờ kiếm tiền YouTube. Cho dù luật sư Trần Quốc Vũ người ta có kiếm tiền YouTube đi, mình cũng không nói. Nói chung làm YouTube mà quý vị thì ai cũng phải kiếm tiền từ YouTube. Nhưng cô ta nói luật sư Trần Quốc Vũ một tháng được 20 lá đơn, mà bên phía bên luật sư bảo vệ Tỉnh Thất Bồng Lai hay là một số luật sư online đó vậy, có tháng mà một tháng nó có được đơn nào không? Hầu như là chưa có được cái đơn nào mà để đưa lên trên mạng xã hội. Nếu quý vị biết ha, những cái bọn luật sư này bên mà phía Tỉnh Thất Bồng Lai hay là một số luật sư online đó vậy, nếu mà tiếp nhận được những cái lơ đơn nào đó, hay là được ai mời về để đi bào chữa giùm đó, thì chắc sẽ đưa lên trên mạng xã hội rầm rộ hết trơn rồi, sẽ phe ầm ầm trên mạng xã hội hết trơn rồi, chứ đâu có ai nín thinh. Thì nó rất rõ ràng là chỗ đó là cái cô Duyên Mai mình đó vậy, đang chia sẻ những cái thông tin thì hầu như là nó rất là được cười và sai sự thật. Thì cô ta còn chia sẻ rộng rãi thì mình thấy nó rất là thú vị đúng không vậy. Biết đồng đội mình dở rồi mà còn bày đặt cho khán giả người ta biết. Rõ ràng mình vạch áo cho người xem lưng thì không có thể nào mà sai được. Đồng đội mình đang cùi bắp cùi mía, bày đặt khoe lên trên mạng xã hội, đặt chê bai người này phải như là những cái luật sư này tài giỏi đi. Mình không nói một tuần lễ hay một tháng tiếp nhận 5-6 lá đơn hơn luật sư Trần Quốc Vũ đi, thì mình không nói. Trong đây mấy tháng trời, 3-4 tháng trời chỉ được nhận một cái lá đơn là bên phía Tỉnh Thất Bồng Lai người ta mời đi thôi, mà cũng không xong, cũng không cứu được người ta. 5-6 luật sư mà cũng chưa cứu được Tỉnh Thất Bồng Lai. Trong đây bên đây thì có luật sư Trần Quốc Vũ với luật sư Vlog thôi, chỉ có hai người thôi đó, đã đưa được Tỉnh Thất Bồng Lai nhận những cái mức án đó rồi, đó rất là rõ ràng. Bên kia 5 người rồi thêm hai cái luật sư online nữa, mà cũng như không có giúp được gì đâu vậy. Chủ yếu là những người này lên mạng xã hội là nhờ những cái đồng tiền donate từ một số mạnh thường quân, là một số người vẫn còn tin tưởng là Tỉnh Thất Bồng Lai sai. Khá là nhiều người cũng đang donate bởi vậy, phải không? Ngày nào cũng lên livestream phát trực tiếp chia sẻ thế này thế kia để cho cô dì chú bác biết là Tỉnh Thất Bồng Lai vẫn bị quan. Em cũng chưa biết là bị quan chỗ nào. Em cũng chưa hiểu là bị quan chỗ nào. Với cô Duyên Mai mình đang chia sẻ đó vậy, nói cơ quan chức năng người ta làm việc công tâm lắm. Đúng rồi, rất là rõ ràng chỗ đó. Thì công tâm thì vụ việc của Tỉnh Thất Bồng Lai mới nhận những cái mức án đó.
đó, đâu có sai đâu quý vị đó. Thì nói chung thì cái bản tin thì ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì tại vì em thấy cô ta chia sẻ mà những cái thông tin nó rất là nực cười liên quan tới lực sư Trần Quốc Vũ, em cũng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. À, kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. À, nói chung kênh cái nó mất đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì vì có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe quý vị, để kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.